Em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em mình là một số loa rời. Và loa hôm nay thì rất là đẹp nha anh em. Anh em mình xem có nhu cầu món nào thì liên hệ với em qua hai số điện thoại phía trên màn hình nha. Thì có loa 30 ha, loa 20 và loa kèn. Đó, kèn ghen nha anh em. Và một cái bộ phân tầng ha. Bộ phân tầng 3 đường tiếng rất là gấu luôn anh em. Bộ này hàng về rất là đẹp và cực kỳ gấu luôn nha. Đó. Bộ này nhìn là tuyệt vời luôn anh em. Hàng zin xịn nguyên bản hết nha. Thì tất cả hàng trên clip hôm nay em giới thiệu với anh em mình đều là zin nguyên bản và hoạt động tốt nha anh em nha. Thì mấy bữa nay em nghỉ nhà có việc anh em ha, cho nên là có những cuộc gọi của anh em mình thì em không nghe được ha. Mong anh em mình thông cảm giùm em nha. Và hôm nay thì em lên lại thì em sẽ tiếp tục phục vụ anh em mình nha. Anh em mình có nhu cầu gì thì cứ liên hệ với em qua hai số điện thoại phía trên màn hình hoặc là anh em mình nhắn tin qua Zalo ha, để em sẽ xem cái tin nhắn và trả lời cho anh em mình nha. Rồi. Và đây là một cái cặp loa đầu tiên nha, một cặp loa 20. Cặp này thì anh em mình có thể dùng để mà anh em mình ghép thùng để nghe, hoặc là anh em mình làm loa lời, loa monitor, loa trợ lời, karaoke đều rất là tuyệt vời. Anh em mình làm loa trung đồ rất là tốt luôn anh em. Con này đường kính loa là 20,5 phân nha, loa đường kính là 20,5 phân. Loa zin nguyên bản hết ha, zin nguyên bản và hoạt động tốt nha anh em. Con này là màn giấy ha, màn giấy gân là gân có tẩm dầu, gân rất là mềm ha, nón là nón vải nha anh em nha. Đó. Lo thì nguyên bản nguyên zin và hoạt động tốt nha anh em. Cặp này anh em mình làm lo trung lo lời đầu karaoke tiếng tuyệt vời luôn, hoặc anh em mình lắp thùng nghe nhạc đầu tiếng cũng rất là hay. Con này tiếng bass tốt nha, tiếng bass mềm ha, và tiếng lời thì rất là tốt và ngọt tiếng. Anh em nói chung cặp này nghe rất là hay trong tầm tiền luôn anh em nha. Đây là một cái dòng lo của Victor được sản xuất tại Nhật nha anh em nha. Dòng lo Victor được sản xuất tại Nhật ha. Đó. Đây anh em. Con này thì nguyên zin nguyên bản nha, nguyên zin nguyên bản và hoạt động tốt nha anh em. Đó, nguyên zin hoạt động tốt. Đó, anh em mình thấy ha. Đây anh em nha. Đó. Lo thì tiếng rất là tuyệt vời, lo nguyên zin nha. Anh em mình xem có nhu cầu thì liên hệ với em ha. Đó. Rồi, cặp lo 20 này thì giá là 1,2 triệu nha anh em nha. Giá là 1,2 triệu. Anh em mình xem ha. Đó. Màn giấy thì đẹp nha anh em nha. Màn giấy thì đẹp, không có bị cấn bóp lủng rách gì. Đây anh em, keo rồi là những cây này keo nguyên zin hết nha, keo nguyên zin của hãng hết. Rồi cặp loa đầu tiên ha, loa 20 giá là 1,2 triệu. Cặp này về anh em mình lắp thùng nghe hoặc là làm loa trung loa lời karaoke thì cũng đều rất là tuyệt vời. Và đây là một cái bộ phân tầng ha, bộ phân tầng 3 đường tiếng đánh cho bass trung và trép nha. Chung bộ này anh em mình chơi loa gia đình là chơi ok hết rồi nè. Bộ này có gấu luôn ha. Đó. Thì ở đây nó sẽ có bốn cái tinh chỉnh nha, mỗi một bên nó sẽ có hai cái tinh chỉnh như thế này để mà anh em mình có thể chỉnh tiếng trung và tiếng trép trực tiếp trên phân tầng này luôn. Thì cái này về anh em mình có thể tháo ra nha, anh em mình gỡ cái nấm này ra và dặn cái con ốc dưới này ra ha, anh em mình có thể tháo ra rời cái miếng này, còn không anh em mình muốn giữ là cái miếng này luôn cũng được. Thì cái miếng này bên Nhật họ tháo rời, họ gửi về cho em ha. Đó là họ có ghi giấy luôn nè, thì cái này họ ghi bằng tiếng Anh ha, hi là trép nè, nó lo là bát này ha. Đó, còn đây là mít là trung nè. Đó. Thường khi họ ghi tiếng Nhật thì về em phải ghi lại anh em, còn họ ghi tiếng Anh vậy thì về cho anh em mình nhìn là biết luôn rồi ha. Đó. Bộ này là 3 đường tiếng nha, dây rồi còn đầy đủ nè ha, dây còn đầy đủ nè, tinh chỉnh luôn và phân tầng cực kỳ gấu nha, cực kỳ gấu và khủng nha anh em. Đó. Hàng Nhật xịn, zin nguyên bản, hoạt động tốt nha. Đó. Đây anh em, bo mạch đầu là nguyên zin nguyên bản nha, nguyên zin nguyên bản và rất là đẹp luôn. Bộ này rất là đẹp nha anh em nha, bộ này rất là đẹp. Đây anh em mình thấy nè ha, ở hàng Nhật xịn nha, hàng Nhật xịn. Mấy bộ này anh em mình chơi thì bao phê luôn. Và hàng gấu, hàng đẹp nha anh em nha. Rồi, cái bộ này 3 đường tiếng nha, hàng gấu và đẹp, nguyên zin nguyên bản, hoạt động tốt ha. Một bo của nó không mà rất là to anh em ạ nha, cái gang tay luôn. Rồi, bộ này giá là 1,8 triệu nha, hàng khủng nha anh em. Phân tầng 3 đường tiếng và có luôn tinh chỉnh này nha anh em nha, có luôn tinh chỉnh này thì anh em mình chỉnh rất là ngon. Cái này anh em mình có thể để ở ngoài ha, hoặc là anh em mình muốn bỏ vô thùng luôn thì trước khi anh em mình lắp thùng á thì anh em mình cân chỉnh nghe sao cho nó ok rồi anh em mình bỏ vô, còn không thì anh em có thể khoét cái lỗ ha. Đó, hoặc là anh em mình để sao trạm lo gì đó để mà anh em mình có thể tinh chỉnh cái tiếng trung và tiếng trép, không cần chỉnh tới vang số hoặc là âm ly nha. Đó, đây cái này anh em mình có thể chỉnh tiếng trung và tiếng trép trực tiếp trên này luôn. Anh em mình chơi vang số với đẩy á thì có đôi khi anh em mình không có tiện để mở lên chỉnh lắm á, thì anh em mình chỉnh trực tiếp trên này tiếng trung và tiếng trép đây luôn, rất là tiện cho anh em mình luôn nha. Đó. Rồi, và phía bên trong này là một cái cặp lo kèn ha, kèn ghen. Đó. Cặp này về thì cũng rất là đẹp luôn anh em nha. Cặp kèn ghen này là kèn ghen của Onkyo nha. Cặp kèn ghen của Onkyo có mã là MD270901L. Con này cho kháng 8 ohm nha, 8 ohm và công suất 30W ha. Thì những cái keo này là keo nguyên zin hết nha anh em nha, những keo nguyên zin của hãng hết ha. Đó, anh em mình thấy. Đây cả hai con ha, cả hai con đều là còn nguyên keo của hãng nha.
Những keo này là keo zin ngày xưa hãng người ta làm đó anh em, tại ngày xưa người ta làm thủ công keo nó không có đều đâu, nhưng mà những cái keo này là những keo zin nha, những keo zin nguyên bản hết ha. Đó. Onkyo thì họ làm kèn rất là hay anh em nha. Onkyo thì từ em thấy từ những cái kèn giá vài triệu cho những cái kèn cao tiền, hầu như Onkyo họ làm kèn tiếng rất là hay, tiếng rất là hay trong tầm tiền nha anh em. Đó. Những keo này keo nguyên bản hết nha, keo nguyên bản ngày xưa hãng làm. Đó, và bên này thì lo này thì bên nước ngoài họ tháo rời á, thì họ có cắt sẵn còn hai đoạn dây nè. Đó. Tại trong cái cọc này thì hãng ngày xưa người ta làm người ta chấm luôn miếng keo anh em ạ. À. Nha. Keo zin nha anh em nha, keo zin. Đó. Này anh em mình chơi hàng bãi thì anh em mình nhìn là biết liền rồi nha, hàng nguyên bản nguyên zin. Đó. Và hàng này là hàng tháo thùng nha, hàng tháo thùng cho nên là bên trong này hãng không có sơn nha. Anh em mình thích thì về sơn lại phía bên trong. Đó. Hàng tháo thùng thì hãng họ chỉ sơn bên ngoài thôi. Đây anh em ha. Rồi cặp kèn Onkyo này ha, cặp kèn Onkyo MD270901L. Đó. Thì cái mẫu này em cũng từng bán rồi anh em, nhưng mà lúc trước hình như em bán là 270901H á ha, nó cũng y chang nhau à, chất âm và hình thức nó cũng y xì như nhau anh em. Đó. Nhưng mà chắc nó sản xuất khác lô hay là sao nó có khác cái hiệu tí thôi. Đó. Thì kích thước đó thì nó cũng tương tự như nhau luôn ha. Đó. Đây, con này đường kính chiều cao ha, chiều cao là 12 phân nè ha. Còn chiều ngang của kèn ha, chiều ngang của kèn là 30 phân nha. Chiều ngang là 30. Này anh em mình lắp cho lo 30 đầu quá tuyệt vời luôn. Hoặc là anh em mình để cho nóc thùng lo như thế này nè. Đó, anh em mình để cho nóc thùng lo như thế này để hỗ trợ thêm cái tiếng trung kèn. Con này nó hát tiếng trung kèn và tiếng trép kèn luôn nha anh em nha. Anh em mình có thể tận dụng sử dụng trung và trép trên cặp này luôn rất là hay. Hoặc anh em mình làm trung làm trép gì cũng được nha. Nhưng mà con này thì nó hát luôn tiếng trung kèn và tiếng trép kèn ha. Anh em mình có thể ghép tụ để mà sử dụng nghe nhạc và karaoke gia đình tiếng rất là hay nha. Nó hỗ trợ cái tiếng trung và tiếng trép rất là tuyệt vời. Đó, một cặp kèn rất là đẹp nha anh em nha. Kèn rất là đẹp. Đó, anh em mình thấy nha. Đây. Hàng tuyệt vời luôn anh em ha. Đó. Rồi, cặp này giá là 4,2 triệu nha, cặp kèn gen Onkyo. Hàng nguyên bản nguyên zin hết cho anh em nha, nguyên bản nguyên zin hết. Đó. Rồi, ok. 4,2 triệu cặp kèn này nha, kèn gen cầm khá là nặng nha anh em. Và phía bên trong này là một cái cặp lo 30 nha, một cặp lo 30. Ở cặp này thì của Toa nha anh em nha, cặp lo của Toa của Nhật ha, lắp anh em mình về lắp thùng 30 nha. Đó. Cặp này thì có cái đường kính là nó 31 phân đo phủ bì nha, 31 phân đo phủ bì. Màn giấy ha, màn giấy nón giấy và gân là gân vải ha, gân vải xếp nữa. Con này thì nó chuyên về cái tiếng tiếng lời anh em ha, tiếng bass con này thì vừa phải nha, tiếng bass vừa phải và đặc biệt cái tiếng lời nó rất là tốt ha. Và phía trước thì trên cái nón thì em nó sẽ có một cái chữ to và một cái logo ha. Lon nguyên bản nguyên zin, hoạt động tốt, màn của nó rất là đẹp nha anh em nha. Một cái màn nó màu tím tím nhìn rất là đẹp anh em nha. Đó. Màn giấy lo rất đẹp, rất mới luôn. Đây anh em ha, cặp này về anh em mình có thể sử dụng để mà làm lo karaoke hoặc là anh em mình làm lo hát văn, làm lo chơi đàn guitar rồi đều rất là tuyệt vời. Thì đối với những cái dòng này anh em mình sử dụng làm lo karaoke thì anh em mình có thể ghép cặp lo 30 này với lại thêm con súp điện nữa ha, súp điện hoặc súp hơi gì đó, anh em mình karaoke gia đình tiếng rất là hay, tiếng rất là bay luôn. Thì đối với những cái dòng lo này thì tiếng bass nó cũng ok và đặc biệt là cái tiếng lời rất là tốt nha. Anh em mình mua cặp này thì anh em mình nên đấu trực tiếp á, anh em mình đừng có đấu qua phân tầng nha. Cặp này anh em mình đấu trực tiếp từ âm ly hoặc là men đẩy ra, đừng có cho nó cắt bỏ tiếng lời, anh em mình cho tiếng lời lọt vào cái bass này luôn thì cái tiếng lời sẽ rất là hay nha anh em nha, tiếng lời sẽ rất là hay. Anh em mình ghép thêm cặp kèn ha, cặp kèn nữa hoặc là cặp trép đơm, trép giấy gì đó thì tùy vào cái sở thích của anh em mình nha. Còn cặp này thì tiếng lời rất là tốt, anh em mình lên thùng thì cặp này em nghĩ không cần thêm lo trung tại con này tiếng lời rất là tốt. Anh em mình nên sử dụng đấu trực tiếp ha, đấu trực tiếp để mà lấy luôn cái tiếng trung karaoke nghe nhạc đầu tiếng rất là bay. Lo thì nguyên bản nguyên zin nha, con là con nguyên zin và rất là đẹp nha anh em nha, con nguyên zin rất là đẹp. Và đây là cái củ lo của em nói nha, đây ha, củ xương thép thì 7 màu đẹp long lanh nha anh em nha, xương thép 7 màu đẹp long lanh. Lo là nguyên bản nguyên zin ha, lo nguyên bản nguyên zin và hoạt động tốt nha anh em. Đây anh em mình thấy nha, con nhện đầu rất là sạch sẽ luôn. Cặp này nói chung hẹn về rất là đẹp luôn anh em nha, xương nè ha, xương thép 7 màu đẹp xuất sắc luôn đó. Đây, củ lo rồi cũng đẹp nha, phía trên này cũng đẹp, nói chung đẹp hết luôn anh em ha, đẹp từ màn lo tới củ lo luôn. Cặp này là cặp của Toa nha, có mã là BST125 nha anh em, con này chở kháng 16 ohm nha, 16 ohm cho nên là tiếng nó rất là tốt nha, sản xuất tại Nhật nha anh em, da băng. Và đây thì em nó sẽ có một cái lỗ ha, lỗ thoát hơi cho con lo khi mà lo nó đánh ha, và phía dưới nó có một cái lớp lưới chắn bụi lọt vào nữa nha, nhưng mà lớp lưới nằm phía dưới khá là tối. Đó. Lớp lưới nằm ở phía dưới anh em, có một cái lớp lưới chắn bụi lọt vào nữa, nhưng mà lớp lưới đó thì vẫn thoát hơi tốt cho con lo nha. Đó. Rồi
Thì cái cặp này giá là 2 triệu 8 nha anh em nha. Cặp loa to này giá là 2 triệu 8, loa Bass 30 ha, Bass 30. Anh em mình về sử dụng nghe nhạc và karaoke tiếng rất là bay ha. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ sớm với em nha. Và clip em xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.